ngoài miền Tây xin chào ông bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay tuy là gió bắc nhưng mà giấc trưa trời chắc là nó cũng nước cũng ấm cả nhà, cho nên là mấy chị em rủ nhau đi ra ngoài cái sông này nè, bữa giăng lưới ở nhà thì mấy chị em mình sẽ đi mò cá lâu kiếm nha, tại vì thấy nó ngớp quá trời luôn. Thì bây giờ mấy chị em mình sẽ đi mò, thì mời ông bà cô chú anh chị bạn cùng đi mò cá với mấy chị em mình nha. Đeo lưới xuồng ở đây nè, xuồng tự chế luôn. Thì cái bè đó cả nhà là cái bè chở phân của những người dân như là ở đồng xa đó. Thì có cái mương dài nè, thì người ta sẽ làm cái bè gì đó rồi cái người ta để phân xuống, người ta đẩy ra cho nó khỏe chứ giác nó mệt lắm. Thôi bây giờ mấy chị mình sẽ đi mò cá lóc kiếm nha, mời ông bà cô chú anh chị bạn cùng đi mò cá với mấy chị mình nha. Cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình qua sông chứ bây giờ cũng chưa có tâm trạng xuống nước nữa. Nói chung là nước thì nó cũng ấm đó, nhưng mà chắc xuống thì nó lạnh lắm luôn. Yep, ơi, ở bên kia sao đằng sao người ta ngáy rồi dạ yeah. Không xíu thôi qua quá trời luôn. Trời ơi, ông kẹt có ống bơi biết nào. Có ông Thắng. Ông bé ơi. Không hả? Không. Có ông kẹt. Ngồi đó ông chết nhát, không biết đâu dám mặc vô nữa. Dạ, anh bật rồi. Chứ tao không dám. Ôi, nó cười. Chín rồi nè. Chín gì vậy? Ui là trời, cái lọc tông gì vậy? Không phải. Nhưng nhìn cá bò, cá bò con ếch vậy? Đúng không? Nãy ra kìa, nãy đầu ra rồi mới. Quên rồi. Trời ơi, đi luôn rồi. Khổ rồi chứ đi bắt cá mà khổ. Ừ. Đi đâu? Đi bên này ăn. Đi đâu? Nó không có đó đâu. Đi bên này tờ. Đi lại đây về cũng như đủ rồi. Mới có đi qua clip mà lỡ nước á thì đừng có đi xuống. Ngoài lên bệnh đó đi xuống gì ăn cha em để đi xuống. Ừ, bởi vậy mới lén mình luôn mới chịu chứ. Ui cho caramel, cho caramel té xuống. Bắt ốc không? Bắt ốc không? Quấn thôi nha, đừng có không vậy. Có quấn nè. Ừ, có quấn mà người ra. Nó đại vậy, Hương Nguyệt nặng quá, Hương Nguyệt bay xuống nhìn xuống. Đang rồi em đi nè. Ủa sao anh không nổi dưa? Cho người em. Sao bà Nam em đã làm một cái tình tính là lỡ xong. Một pha. Tết rồi. Rồi, trẻ ngỏ mấy nãy chân rồi. Một quấn mà. Biết đó. Một quấn mà. Rồi, lôi cho mấy em vô. Trời ơi, cái chỗ này lạnh như là mấy nước. Trong mé nó cũng không quấn quá luôn. Ôi, ôi quá cứng luôn rồi, bích tay luôn rồi nè. Bắt luôn, bắt cá luôn. Cá gì vậy? Cá gì đó? Đụng con cá, con cá nó chạy. Hai con bự đó. Quấn bự rồi. Đâu, đâu, đâu. Chạy ngã vậy ra. Quấn nào, quấn nè. Quấn nó chạy nữa đó. Đụng có cá mà chạy. Đụng cá nữa nè, chạy rồi. Ủa là có con. Có đụng không? Không. Chạy mất tiêu rồi. Nó đảo hai ba ngã mà cũng chạy nhanh quá. Nguyên gỡ cây đó không à. Ừ. Là đúng rồi. Vậy là. Ôi. Vậy? Cái này là bún lửa bún đàn cá nè. Vô đút vô tọt có liền luôn. Mắc thiều. Đang đút xong nguyên cái vợ luôn. Mắc thiều.
nhiều tấm quá luôn rồi. Cá không? Xịn không? Cá này mình thêm mình mòn nó bụng nữa nè. Ừ, lạnh. Nãy xuống, giữa sông đâu lạnh. Nãy xuống nước nó quá, nó lạnh quá trời luôn. Chờ bắt ngồi caramel đi. Thật là mệt. Ngoài đó. Qua bên sông á. Giớ đây sao qua được? Được. Đẹp chứ mà. Ừ. Đi qua sông mò nè. Thấy quen rồi. Mở đầy cửa bên bờ quen á. Cái này tuyệt vời dữ ta. Không? Không. Còn theo chưa nữa đâu. Ừ, chắc hơi sâu á, hơi xuống đó. Thì này là nó đẹp, nó sâu lắm, xuống nước kìa. Ừ, nước sâu lắm bắt được. Đi tới 2-3 lần nữa rồi không biết rồi. Gì vậy? Nó quán bự là khủng khiếp rồi chứ. Rồi. Ừ. Có hai không? Nói rất nhiều thứ. Nói gì đâu luôn. Nước nước cạn rồi thấy hàng nó dễ. Nó nó sâu quá mất rồi. Cái này rộng không? Như mọ nè, không thoát được đâu, lửa lưỡi đâu ba. Như mọ mọ đi, mấy cự à. Ủa, tôi tỏ cái hang kìa. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì trời? Những cái lâu kiến. Cái hàng bự ghê thiệt chứ. Thật luôn. Gì đó? Sao hút đó giờ? Cái gì vậy? Con ếch, con ếch. Con gì? Đây là ếch quấn đi. Con ếch. Ôi, nó nhảy, nhảy, nhảy. Ờ, nó trơn như nước, nó trơn quá, nó đang nhủi ra. Bụm hai tay lại. Đánh được cái giò rồi. Đàng hoàng. Bự không? Bự bự ớt bự ớt bự. Ơ đừng có ớt nè, sao giờ? Đây đây. Đưa mày làm gì? Có không dây, có không dây. Quên đi dây luôn. Đây tôi đem một cho. Này. Đây. Đây có. Đây được chú đây. Sao thành quả thì được con ớt đầu tiên ở nhà. Đây. Thôi vậy đó, chạy đi. Những cục gì đó. Nè, coi. Bột gì đó mới dễ dột á. Bột ngang đó, eo á. Nghe bột nó đâu. Nó khó gì. Cái đó. Ủa vậy này với bột mà tới lâu dây dây. Mùi chuối gì vậy ba? Mùi gì á? Mùi chuối chứ mùi gì? Hay lắm. Ngửi nó ăn không, con mùi đốt vô con mùi ít. Gì vậy? Mày. Đây. Chèo đi. Mình thôi giết nó, mình chèo nó đi. Ơi, lại mấy cái hàng mấy gốc chuối này nè. Ừ, con. Ơi, ơi thắng thử cái hàng chặt cái chuối kìa, thắng có cái hàng thấy không? Con nãy thắng nghe tiếng dịch thôi sao? Ừ. Ờ, đây có cái hàng, ủa, cái hàng cùng. Kẹt lên nha.
cho đúng chai. Ngày sâu quá à. Hắn nó bỏ hết trời ơi. Đúng không? Ê, đem về đập cá uống được nè. Ui, té. Hả? Nó không phất luôn, cái này là mình vừa dính keo nữa nhà không có nứt nè. Vậy cái này uống mới ngon nè. Bây giờ đập đáo. Thôi, để chỉnh xuồng đi, để phán sao. Đi mấy chị em đi đi lội nãy giờ 3 tiếng hồ rồi. Đừng có hết một. Đừng có hết một. Cái này nước lớn quá lớn rồi. Cái cây cọng ơi. Ui, dễ không hết. Quáp hả? Ôi, 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 trời ơi, tàu ơi, tàu. Cái gì vậy? Con cá lóc có chơi gì á, nó ra rồi. Chưa nhớt hả? Chưa nhớt hả? Nhanh thiệt chứ tàu. Để em đụng lên con. Bớ. Đào tay quá à. Bớ hột cái tay vô rồi nó chạy ra rồi. Cái hàng bóng lửa, bóng lửa luôn. Chị thọt tay vô chị bụng lại nữa. Ơi, vòng vòng này có cá lâu kiến nè. Nó kêu quá trời luôn. Kêu hút mình đó hắn. Gọi gọi chạy chơi giống luôn rồi. Giờ có khúc này có cá kiến đâu mà. Mày cá kiến không à. Mà tao thấy con nào không chân. Khúc dấu chùm dịch nữa. Cái tóc qua đi hết con cá rồi. Ổn quá ổn. Cái hàng này hắn mồi hả? Ừ. Nó kẹt cái vợ em đó. Đừng quá đi ta. Ồ, tao hết. Ấy không có cá thì bắt ốc luôn nha mấy đứa. Hả? Không có cá bắt luôn. Ok, bắt thì cũng hết, bắt hết. Rồi là nước hôm nay sạch đó. Ê. Cua, đúng không? Cua hả? Cua không? Ok. Hôm nay chị em mình đi là có gì bắt đó. Cái hàng nó uống nữa nè. Ừ. Ủa rồi cá thao đâu? À. Cá thao đâu kìa. Sao đẹp lộ mẹ? Đẹp. Ủa? Gì vậy? Nó ra mà nó chạy xuống dưới nữa. Đi đâu? Cày quá cày. Có gì nhỏ quá. Nó vuông vuông như đầu đuôi với mon nha. Ra chưa? Chưa. Cô mắc quẩn ra tầm. Chưa ra tới nửa hang nữa mà tới miệng này. Con cua này nó lạ lắm. Ờ, cua bự vậy. Trời ơi, con cua bự kìa. Cua. Cua. Vô. Thằng Liết sinh tồn 24 giờ. Đúng vậy. Tự tự như sinh tồn bữa nào mình vô đây mình sinh tồn bữa ta. Chắc hơi khó kiếm đồ ăn á. Nhẹt à. Bởi đôi khi đi bữa trúng bữa hắt tờ. Đúng rồi. Có bữa thì mênh mông vô số kể. Dạ. Rồi mày muốn ăn hết rồi. Kẹt vô đây chưa kẹt. Để cho ông có rồi. Vô rồi, tiếp tục đắt rồi. Ai đổ xuồng này xíu xíu. Thôi. Nè đổ này, ông đổ đi. Cái nào không bắt chết luôn. Đâu chứ. Bắt hết luôn.
leo lên lấy hao đi hắn. Quá khứ lâu kiến luôn. Ủa có cái trời luôn. Để tự động cái này lên bỏ phải không? Bỏ rồi. Lấy đâu tôi muốn luôn rồi đó. Người ta nghĩ đổ lâu dữ lắm rồi nè. Dở lên cái nữa coi. Quay sát vô quay quay coi. Cái gì chịu nổi thứ này nữa không? Cái gì vậy? Đồ quý. Nhất là lau kiến. Còn nó lau kiến nhiều lắm. Ở chục ký á. Có 2-3 ký á. Lấy lâu kiến à. Anh bụng này em mà. Em đổ lên sườn. Dạ, em cháu luôn. Hả? Em cháu luôn. Đừng đổ lên sườn, thắng đi lấy cái hao à. Thở đâu đi, thở đâu á. Để hao đi. Nó dữ rồi. Quá khứ rồi. Xin kia đâu anh? Này lâu lắm, mày đổ sao? Xin kia đâu ta? Đúng rồi, ta bỏ ở này, ta cuốn ta gãy, ta bỏ rồi. Ây da, sao đổ chứ? Đổ cho mỏng luôn. Ừ, đổ vô mỏng đi mình về mình chia cho ổng. Đổ vô mỏng đi mình về mình chia cho ổng thôi. Rồi xin lại con ơi. Ok. Ê, cái lọt. Xin tiền đó nha. Con đi dốc. Đem lên luôn, đem lên luôn. Đem lên luôn. Quá vậy. Làm không dẫn. Ngồi. Đẩy cái thao luôn rồi. Đẩy cái thao luôn rồi. Ờ, có cái chốt nữa đó nghe, Hoàng có cái chốt đó. Hết rồi. Tiếp quá xuống cậu nữa kìa. Nữa kìa. Hết rồi. Có. Đi ngược lại kìa. Mán lại, muốn vô đổ nữa. Đặt lại cho dư dưỡng em. Quá trời, cá lô kiến luôn rồi, mò đâu cho xa. Đổ cái gì hông, để thôi, về được không á. Đây ông bà cô chú anh chị các bạn ơi. Đó. Hành quả đó. Nhưng mà không phải là hành quả mà cá mà hành quả đổ cái giếng của ông Dượng của ông Kiệt cái nha. Mấy chị em mò quá trời luôn, không có mồi nằm trong giếng đóng gì nè. Cá lâu kiến không mà tờ. Cái này đem thì sẽ khô chứ làm gì ăn gì hết trời. Cái nhỏ nó sẽ khô ngon mà tàn. Quá trời lâu rồi chết sình nhóc chân. Hối quá trời luôn. Ơi cũng lạnh quá cho nên là mấy chị em mình đi về tắm cái nhà ơi chịu hết nổi rồi. Nói thì thành quả được chiêu nha. Thì bây giờ tới đây thì Hương Nguyệt xin khép lại. Hương Nguyệt xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video. Cả nhà thấy video hay nhớ cho Hương Nguyệt một like một subscribe để ủng hộ Hương Nguyệt nhiều clip mới nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị bạn clip sau. Xin chào. Lạnh quá.